Vương Nhất Bác đang bận rộn quay phim cho kênh Khám Phá Trung Quốc. Chuyến đi lần này của anh ấy quay rất nhiều loại cho phim tài liệu và bán tài liệu. Có rất nhiều đội đi cùng Vương Nhất Bác trong chuyến đi này. Tôi tin rằng đây sẽ là những thước phim vô cùng thú vị về hành trình khám phá Trung Quốc của Vương Nhất Bác. Thời gian này có rất nhiều tin tức xoay quanh anh ấy. Ban tổ chức liên hoan phim mới đây đã công bố danh sách các bộ phim đã đăng ký tham gia tuyển chọn tại liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 29. Phim truyền hình Truy Phong Giả của Vương Nhất Bác cũng nằm trong danh sách những bộ phim tranh giải với số thứ tự 7. Đã có gần 1.000 tác phẩm đăng ký từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ được nhận. Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày 28 tháng 6. Liên hoan truyền hình Thượng Hải dự kiến sẽ công bố danh sách rút gọn cho giải thưởng Magnolia năm nay vào tháng 5. Vào ngày 12 tháng 4, Hội đồng Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc đã tổ chức buổi hội thảo về bộ phim nổi tiếng Truy Phong Giả. Đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và nhiều quan chức cấp cao hơn từ CCTV, Ủy ban Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc, Cục Phát thanh và Truyền hình Giang Tô và IGZ đã tham dự hội thảo. Hội thảo do Hội đồng Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc tổ chức về sự thành công của bộ phim. Một buổi hội thảo như thế này sẽ chỉ được tổ chức nếu tác phẩm nhận được phản hồi tốt. Truy Phong Giả có 5 quảng cáo mở đầu, tổng cộng có 11 thương hiệu và 62 quảng cáo trong suốt thời gian công chiếu. Truy Phong Giả là một trong số phim truyền hình đầu tiên đăng ký liên hoan phim truyền hình Thượng Hải lần thứ 29. Bộ phim không chỉ có độ phổ biến cao trong nước mà còn có rating tốt ở Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hoa Kỳ, Indonesia và các khu vực khác. Thời gian này những thông tin về Vương Nhất Bác thực sự rất tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm những tin tức khác về anh ấy nhé!